Chào em, đến với kênh Mai Dạng Công Nghệ của mình. Thì hôm nay mình tới vườn của nông dân ở bên bên Tân Vĩnh Long anh em. Thì có cái trồng cái vườn na giai đoạn cũng 3 tháng rưỡi rồi. Thì mình giới thiệu cho anh em xem. Anh em thôi thấy những cây đọt không? Cây nói chung là mới cắt cử đầu nha anh em. Nói chung giờ này thì tầm khoảng 10 giờ 20. Anh em coi là những lá nó dày nó bóng. Này, chắc chưa anh em thấy không? Nó chiếu luôn. Cây thì rất là mập nha anh em. Thì những sản phẩm này vườn này bên đây cũng đã tiến hành xài vô sinh. Nói chung thì cô chú rất là thân thiện bình thường là nên mình có dịp đó mình ghé vườn của cô chú. Thì vườn này là sầu riêng xen với na thái nha anh em. Vườn này thì 900 hơn 900 gốc đó. Nói chung vườn này chăm cũng rất là kỹ nha anh em. Em coi những cây độc. Thì sầu riêng và na thì tiến hành là tưới vô sinh hết nên anh em thấy nè, sầu riêng thì hơn tháng của cô nè. Nói chung cây độc nói chung là nó muốn thành cái cây độc luôn anh em. Nói chung hầu như là thằng vô sinh đó đang làm tốt về cái vấn đề là phát triển cái bộ rễ mạnh ở trên cây. Thì giai đoạn này thì cô chú chuẩn bị ngày mai là cô chú chuẩn bị tưới vô sinh đó. Anh em thấy nhìn cái cây đọt mập nè anh em, là mới ra cây đọt mới mà nó mập theo kiểu này nè. Anh em nghĩ tầm khoảng tháng nữa thì cái dạng đọt này nè ra dữ lắm anh nha anh em. Thì cây giống này thì nói chung cây giống này chắc là cô cũng mua bên để chín bịch luôn anh em. Cây nè mấy ba tháng này mà không còn tại cái mình đó. Thì cây này anh em cũng biết mà, thường là mình quay ở vườn của đại lý chính bịch á thì nó luôn nói chung là cây đang thái đang chậm chậm thì mình quay cái lúc thu hoạch lúc mới trồng cũng có nữa nên thường là chuẩn giống chậm chậm hết nha anh em. Anh em thấy hầu như thì nói chung là cây nào nhìn vô cũng đẹp mắt hết. Em nhìn cây đọt nè, cây này nãy có trái chú ngắt bỏ nè. Đây cô chú vườn. Dạ cái vườn này mà đâu có xấu được đâu cô. Dạ. Nói chung thì cô rất thân thiện anh em. Vườn thì sau khi cô chọn sau khi xe chiếc na, nói chung thì hiện tại anh em nhìn nè, nói chung là nhìn cái này là rất là đẹp luôn. Cô không cắt rồi. Dạ chung cái nhánh nó nhìn thời gian nó dắt cô cũng cắt. Lấy lại cái mấy cái cây đọt đó không nó ra mạnh nó tập trung nuôi nhánh đó cô. Nó nuôi mấy nhánh nhỏ lại hả? Dạ nhưng mà không sao, tại hiện tại đang còn non, cô để thời gian nó đi. Dạ. Thì hôm trước có ba nhánh gì cắt ra thì chín mười nhánh nha nè. Cây nói chung không tài hết rồi. Dạ. Mấy nhánh nó đã già hết cắt rồi. Chứ giờ nó còn non, cô cắt nó cũng già mà nó tập trung cái nó tập đang tập trung nuôi nhánh cô mới cắt nè. Thì cô cắt mấy nhánh, cô cắt mấy nhánh đó nó cũng già lắm mà ra sẽ chậm hơn. Dạ hơn nữa cô chừa cũng được, đây nửa thời gian cô nuôi cô tứ vô xin thử coi. Nếu mà nuôi mấy độc này nó theo kịp cái độc đó thì mình để luôn cũng được cái cô. Cái này 5 nhánh. 5 nhánh luôn. À, thì nói chung là cô cắt 5 nhánh ra nó ra nè. Nếu mà tính ra nhánh thì quá nhiều luôn, một nhánh nó ra 3 4 nhánh đó cô. Ừ. Cái này cô mới cắt sao nè. À. Vì nó đang đâm nè cô. Ừ. Vậy cô thấy nó vẫn non cô thấy mới cắt sao. Nói chung này anh em thấy cái vàng nào của cô không? Chăm cắt tỉ nên cái cây rất là đẹp luôn. Mà có mơ bằng nó được nha. Mận chặt. Thì tạm biệt anh em. Anh em ở clip sau thì nói chung là giai đoạn này của cô là 3 tháng rưỡi rồi. Thì mình ở cái clip sau mình sẽ quay lại giai đoạn khi mà cô đã nuôi được cái hoàn thành cái cây đọt này nó sẽ ra sao anh em. Tạm biệt anh em.